Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Đồ Gỗ Trường Nụ của Jam. Hôm nay cơ sở của Jam sẽ giới thiệu lên cho tất cả các bác là một bộ bàn ghế ăn cũng như là một cây tủ áo và một bộ trường kỳ ạ, và một số sản phẩm đồ gỗ như chanh đĩa và cháp tròn. Và bên cơ sở của Jam là có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định ạ, và số điện thoại liên hệ với em là 0912 862 834 ạ, em đã ghim trên màn hình rồi. Vâng, và vào đầu clip ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác chi tiết hơn về từng sản phẩm ạ. Vâng, và sản phẩm đầu tiên em muốn giới thiệu đây là một tấm chanh đĩa các bác nhé. Đây là một tấm chanh đĩa được làm trên nền gỗ trách ta Việt Nam và có thông số kích thước là đường kính khoảng 35-36 cm. Lá bên trong này là lá nền tấm nữa các bác nhé, và được cẩn cảnh là phu thê viên mãn ạ. Tất cả những cái thân cây này đều được đục chạm nổi các bác nhé, đục chạm nổi kinh bông, nó được làm trên cây gỗ xưa, cũng như là những cái phần màu xanh, màu tím ở đây, màu cam ở đây đều là bằng đá cẩm thạch ạ, và những phần màu trắng còn lại là làm bằng ngà, đó, tất cả đều là những nguyên liệu quý của bên cơ sở Trường Nụ của họ làm chế tác nên cho các bác là một bộ chanh đĩa trưng cực kỳ là VIP luôn, nó được làm trên nền gỗ trách ta Việt Nam. Tất cả đều là nguyên liệu quý các nhé, nó được chế tác nổi, đục chạm nổi kênh bồng, những cái chi tiết của cái thân cây, những con công rất là đẹp và sắc nét luôn các nhé. Hàng bao đẹp lành lặn cho tất cả các bác ạ. Với một bộ chanh đĩa như thế này thì bên cơ sở của cho em sẽ giao lưu với tất cả các bác ạ, giá là 5 triệu, 5 triệu bên cơ sở anh cũng sẽ bao vận chuyển tận nhà cho tất cả các bác ạ. Rồi sản phẩm tiếp theo đây, em có đây là một chiếc cháp tròn ạ. Chiếc cháp này thì được làm trên nền là gỗ gõ đỏ ạ. Và được tiện nguyên khối luôn các bác nhé. Được tiện nguyên khối phần bên này, nguyên tấm, nguyên cục luôn. Rất là VIP luôn các bác nhé. Bên trong chúng ta có thể bày bánh kẹo hoặc là trầu cau, rất là tiện. Nhân dịp ngày lễ, ngày Tết chúng ta trưng bày ra, rất là đẹp. Bên ngoài đây thì được cởi các bác nhé. Cẩn những cái cây quả đào của phần bún xung quanh, cũng như là những cái đường viền này, cẩn những cái đường chuyển các nhé. Bên trên thì được cẩn là ngũ phúc ạ, nó làm chữ phúc, rất là đẹp các nhé. Cẩn ốc sa cừ Singapore 7 màu rất là đẹp luôn, hàng nguyên khối tiện rất là đẹp luôn, và có đường kính là khoảng 35 cm và chiều cao là khoảng 15 cm. Vâng, giá em giao lưu với tất cả các bác ạ, giá chỉ có là 2.700.000 thôi. 2.700.000 trên một chiếc cháp tròn như thế này. Rồi sản phẩm tiếp theo đây, em sẽ giới thiệu cho các bác là một bộ bàn ghế ăn này ạ. Đây là một bộ bàn ghế ăn được làm trên nền cây gỗ gụ hay còn gọi là gỗ mật, gỗ mật này. Bộ gồm có là 9 món ạ, 8 ghế đơn và một chiếc bàn tròn lớn. Và thông số kích thước của bộ bàn ghế ăn này, chiếc bàn có đường kính khoảng 130 cm và chiều cao là 77 cm. Chiếc ghế đơn thì có thông số là ngang khoảng 50 cm, ngang khoảng 50 và sâu khoảng 42 và cao khoảng 115 cm. Cao khoảng 114 cm. Đó là thông số chi tiết của bộ bàn ghế ăn này. Và em sẽ đưa máy lại gần để cho các bác xem chi tiết hơn ạ. Đây là chiếc mặt bàn các bác nhé. Phần bên trong này được kết hợp đó là một tấm đá liền, đá cẩm thạch tự nhiên các bác nhé. Một phần đá rất là lớn luôn, đá vân mây, đá dày 2 cm các bác nhé, cực kỳ là dày luôn, đá rất là đẹp, vân mây. Khung viền bao ngoài của bộ bàn ghế ăn này chỉ được cẩn những cái ô chám này, phân tách từng ô một, và xen vào đó là những cái cây tứ quý ạ, từng chuốc cúc mai tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông. Các bác có thể thấy đây, ốc sa cừ Singapore 7 màu rất là đẹp, thay đổi theo từng góc nhìn, chúng ta đứng góc nào chúng ta cũng có thể nhìn thấy màu của chiếc ốc của chiếc mặt bàn này, rất là đẹp luôn các bác nhé, cẩn tứ diện bốn xung quanh luôn. Tiếp đến khuôn viền dưới của bộ bàn này, đục chạm vào những cái mũi bưởi, những bông hoa lá tây, chân là chân trụ, bốn trụ các nhé, bốn trụ tròn, cưỡi lên là 4 con lân vườn cầu, ở chiếc chân trụ này rất là đẹp luôn các nhé, chân rất là to luôn, đục chạm kênh bồng,
chân bảng là 20 sen, dày là 10 sen. Đó, và trụ giữa kia là đường kính cũng phải 20 sen. Nó rất là to nó nhé. Đó, bốn cái trụ này có rất là lớn này. Rất là to luôn. Bốn trụ lần vần cầu. À, các bác nào mà xem không rõ hoặc nghe không rõ thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em đã ghi trên màn hình rồi ạ. Đó, rồi tiếp theo em sẽ quay sang phần chiếc ghế cho các bác coi. Đó, đây là phần chiếc ghế đơn nhé, em sẽ quay đại diện một chiếc ạ. Đó, phần phía bên trên này thì được đục chạm vào bông hoa lá tây, cũng như là phía dưới này thì cần những cái đường chữ thọ, cũng như là cảnh một cây hồng. Đó, rất là đẹp đó nhé, các bác có thể thấy đây ốc sa cừ sinh ra vào 7 màu. Chúng ta đứng góc nào chúng ta sẽ nhìn thấy được màu ốc của chiếc ghế này, nó thay đổi theo từng góc nhìn. Cột thì được cần những ô chám cảnh dây neo, cột là cột 4,5 cm, xem vào đó là những cái con tiện ở phần giữa của chiếc ghế này, tạo điểm nhấn cho chiếc ghế ăn lui này. Mặt bàn cũng được cần những bông mài nhé, chân này, bệ này đục chạm hoa lá tây này, chân là chân lui, chân lui rất là cong nhé. Đó, em sẽ quay cho các bác nhìn thực tế hơn. Chân rất là cong. Đó, và phần mặt sau. Đó, phần mặt sau của chiếc ghế này thì cũng được chạm bông hoa lá tây, như là cảnh ở giữa này được chạm là đôi song ngư. Đó, được chạm rất là đẹp. Và bộ này cơ sở em cũng đã hoàn thiện vắc ni rất là kỹ rồi các nhé. Đó, các bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì trực tiếp với em ạ, hoặc để là số điện thoại trên YouTube thì cơ sở em sẽ liên hệ là trực tiếp cho tất cả các bác ạ. Vâng, với một bộ bàn ghế ăn như thế này thì bên cơ sở của cho em cũng sẽ giao lưu giá công khai cho tất cả các bác luôn. Giá tại cơ sở sản xuất của cho em là với giá chỉ có 60 triệu đồng thôi. 60 triệu cơ sở em cũng sẽ bao vận chuyển cũng như là lắp đặt tại nhà cho tất cả các bác luôn. Giá 60 triệu một bộ bàn ghế ăn này. Rồi sản phẩm tiếp theo em có đây là một chiếc khay trà có nhé. Đó, đây là một chiếc khay trà gỗ cẩm lai. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, và có kích thước là vuông 25 cm và cao là 7 cm. Đó, em sẽ quay cho các bác coi. Đó, cảnh tích luôn các nhé, tích người. Đó, quay bốn xung quanh các bác coi, ốc rất là đẹp luôn. Đó, thay đổi theo từng góc nhìn. Vân gỗ cẩm lai thì rất là đẹp luôn các nhé. Đó, vân gỗ chùn này rất là đẹp. Đó, phần bên trên này cũng được cẩn luôn ạ, bên trên cần cảnh sông nước này. Đó, vuông 25 cm các nhá, chúng ta kê vừa đủ bộ ấm chén luôn. Đó, rất là đẹp. Đó, với một chiếc khay trà gỗ cẩm lai cái nóc xà cừ như thế này thì bên cơ sở của chúng em cũng sẽ giao lưu với tất cả các bác ạ, với giá chỉ có là 2.500.000 thôi. 2.500.000 được cẩn rất là kỹ luôn. Và gỗ rất là đẹp luôn các nhé. 2.500.000 cơ sở em cũng sẽ bao vận chuyển cho tất cả các bác luôn. Rồi sản phẩm tiếp theo có đây là một bộ trường kỷ khảm ốc các nhé. Bộ trường kỷ 3 món được làm trên cây này là cây gỗ gụ ạ. Cần rất là đẹp. Bộ gồm 3 món là 2 băng dài và 1 bàn. Nó được làm trên nền là cây gỗ gụ hay gọi là gõ mặt của mặt này. Và thông số kích thước của bộ này, chiếc băng ghế dài này là dài là 193,5 cm, sâu là 58 cm và cao là 110 cm. Đó, chiếc bàn dài 150, ngang 58 và sâu cao là 79 cm. Đó, thông số chi tiết của bộ trường kỷ này. Đó, em sẽ quay gần lại cho các bác coi ạ. Đó, chiếc trường kỷ này được chia là rất là nhiều nô các nhé. Đó, và bên trên là có một cái vai cuốn. Đó, bên trên đây có một cái vai cuốn này, cần những ô chám dây neo phía bên trên, khung bao cột này. Đó, cần rất nhiều nữa. Những điểm nhấn là những phần khúc của chiếc tựa này, cần những ô chám này, xen vào đó là những ở giữa là những cái đường dây leo lên chi, tạo điểm nhấn cho những cái bộ ghế cũng như khúc nối của những phần tựa. Đó, khung bao cột này thì bằng 4x4 các nhé, cũng rất là dày luôn. Đó, và xen vào đó thì được chạm những cái cảnh anh hùng tương ngộ này, rơi nhuận kim tiền này, hoa lá tây này, song ngư này. Đó, đục chạm rất là nhiều cảnh thôi nhé, cũng như xem vào đó là những cái lô chơi. Đó, lô chơi này cần cảnh cây hồng thôi nhé. Đó, cảnh một cây hồng quay vào nhau rất là đẹp luôn. Đó, phần tay cũng được cẩn thôi nhé, ui rất là dày luôn,
bảng 4x4 đó, khung xem vào đó những con tiện ở trên mở những phần tay này, cẩn này rất là kỹ, rất là dày luôn nhé. Đó, hiếm khi được có gặp những cái bộ mà cẩn dày như thế này. Đó, phần mặt là ghế đấy ạ. Đó, ôi, dây neo liền chi ốc xà cừ 7 màu rất là đẹp luôn, ốc thấy rất là sáng luôn, thay đổi theo từng góc nhìn. Đó, đây là phần tay đó nha, phần tay không ngang tay mà cũng được cẩn rất là kỹ như thế này. Chân được chạm vào đầu lân chân móng ạ. Đó, chân rất là đẹp luôn các nhà, được chạm kênh bong. Đó, tiếp theo đây là chiếc bàn. Đó, chiếc bàn cũng được cẩn luôn, phần dạ này. Đó, phần liễu được chạm một chiếc gậy như ý ạ. Chân cũng là đầu lân chân móng, được chạm rất là kênh bong luôn. Chiếc mặt bàn này, bốn xung quanh là ô chám cạnh dây neo nên chi là bốn xung quanh chiếc bàn rất là dài nó có nhé, dài là 150 cm, ngang là 58 cm. Đó, bên trong đây thì là cả một cảnh một cây hồng ấy nhé. Đó, cảnh một cây hồng này. Ốc rất là đẹp luôn, cần rất là kỹ đường các nhé. Đó, thay đổi theo từng góc nhìn, chúng ta đứng góc nào cũng có thể nhìn thấy màu được của chiếc mặt bàn này. Nó ná ná liền tấm luôn ạ, ná này dày 1/2 cũng rất là dày rồi. Đó, đây là chiếc tựa ghế thứ hai ạ. Đó, sau đó em sẽ quay sang phần mặt sau cho các bác coi. Đó, phần mặt sau. Đó, đây là phần mặt sau của bộ ghế nha, cũng được cẩn như mặt trước luôn. Nó cẩn những đường dây neo này. Đó, cũng đục chạm rất là dày, tỉ mỉ sắc nét. Đó, phần vai cuốn đây các bác nhé. Đó, phần vai cuốn này, ô chám dây neo này. Đó, ốc xà cừ Singapore 7 màu các bác có thể thấy trực tiếp trên video ngày hôm nay, thay đổi theo từng góc nhìn. Đó, chúng ta sẽ ngồi trên chiếc ghế này, chỗ nào chúng ta có thể nhìn thấy màu của bộ bàn ghế này. Rồi, với một bộ trường kỳ như thế này thì bên cơ sở của họ trời cũng sẽ chào bán và giao lưu với tất cả các bác luôn, giá công khai là giá là 38 triệu ạ. Đó, 38 triệu giá tại cơ sở sản xuất của chúng em, giá không qua trung gian, không qua người thứ hai, cho nên các bác yên tâm về giá cả, về chất lượng và chế độ bảo hành của bên cơ sở Trường Nụ của chúng em ạ. Vâng, giá 38 triệu bao phí ship tận nhà cho tất cả các bác luôn. Rồi, sản phẩm tiếp theo đây cũng là sản phẩm cuối cùng của clip ngày hôm nay. Đó, em có đây là một cây tủ áo có nhé, nó rất là lớn luôn, em phải đứng ra xa một chút thì mới có nhìn tổng thể được. Đó, cây tủ áo rất là lớn luôn, chiều dài là khoảng 220 cm. Đó, và chiều cao là 275 cm, rất là cao luôn các nhé, và chiều sâu là 55 cm. Đó, em sẽ quay lại gần hơn để cho các bác coi thực tế hơn. Đó, phía bên trên chóp của cây tủ áo này các nhé, đó, rất là cao. Đó, được chạm một cảnh bông hồng rất là đẹp. Đó, phần ở dưới thì chia ra những cái ô chám cẩn đường dây neo này. Đó, cây mai hóa rồng cho mật nguyệt ở phía giữa. Đó, cũng như bên cạnh này cũng là được chạm một bông hồng cạnh một cây cúc hai bên đối vào nhau rất là đẹp đó nha, cẩn rất là kỹ và dày dặn luôn. Khung ba cột này cũng rất là to luôn các nhé, khung này rất là lớn luôn. Đó, đặc biệt hơn là bốn chiếc cái tủ này là tủ 3 buồng thôi nhé, 3 buồng và 4 cánh ạ. Nó và được cẩn cảnh tùng trúc cúc mai trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông ở phần cánh này. Đó, đây là một cảnh một cây cái mai ạ. Đây, tùng ạ, tùng cúc trúc mai. Đó, tùng trúc cúc mai, đây là cảnh một cây mai các nhé. Đó, ốc xa cừ Singapore 7 màu rất là đẹp luôn. Đó, rất là sáng luôn, 7 màu cơ, đứng góc nào cũng nhìn được các nhé. Đó, đây là cảnh cái trúc ạ, ốc rất là đẹp và cẩn rất là kỹ luôn các nhé. Đó, đây là cảnh cây cúc. Đó, ốc rất là đẹp luôn các nhé. Đó, đây là cảnh một cây tùng. Đó, cẩn rất là đẹp. Đó, khung bao bên ngoài thì cẩn những cái đường dây neo này. Đó, những cái đường dây neo bốn xung quanh của chiếc cánh tủ áo này rất là dày dặn luôn các nhé. À, các bác nào
quan tâm đến sản phẩm này thì hãy liên trực tiếp với em ạ, hoặc các bác để lại số điện thoại trên YouTube, em sẽ gửi hình chi tiết hơn cho tất cả các bác. Ở phần phía dưới này là có chia làm 3 ngăn kéo với nhé. Đó, bây giờ đây có thể ngăn kéo chúng ta sẽ kéo ra kéo vào. Đó, để chứa thêm đồ về phần phía bên dưới ạ. Chân là chân xoắn ốc các nhé. Nhưng mà phần phía dưới đấy ạ, cũng có ngăn kéo dài cả những cây hồng bên dưới này. Được cả rất là dày luôn các nhé. Đó, vậy em sẽ mở phần phía bên trong cho các bác coi. Đó, phần phía bên trong đây. Đó, em cũng đã hoàn thiện vách nhìn rất là kỹ rồi các nhé. Ở bên trên đây là có một cái móc treo các nhé. Đó, móc treo chúng ta thể treo đồ ở phần phía bên trong. Đó. Phần bên cạnh này thì được chia làm 3 sàn các nhé. 2 sàn ở dưới là 3 sàn, chúng ta thể bày những cái bộ quần áo chăn da đệm chúng ta thể gấp và chúng ta để bên cạnh. Đó. Và phần phía bên này cũng như là phần phía bên cánh bên này cũng thế. Đó. Chúng ta sẽ để những cái đồ vận dụng ở đây, chưa dùng đến chúng ta để xếp vào đây. Đó. Chiếc xe này em chưa hoàn thiện nhau nhé, khi nào bàn giao em sẽ hoàn thiện đúng như cái màu của cái tủ áo này luôn. Đó. Các bác nào mà xem không rõ hoặc nghe không rõ của clip ngày hôm nay thì các bác hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em đã ghim trên màn hình rồi ạ. Em sẽ gửi hình chi tiết cho tất cả các bác qua số điện thoại Zalo. Nó đây là phần hông ngang các bác nhé. Phần hông ngang của cây tủ này. Em đã quay xa ra để cho các bác còn được nhìn rõ hơn. Đó. Và với một cây tủ áo như thế này thì bên cơ sở của tôi cũng sẽ giao lưu với tất cả các bác nào với giá là 95 triệu ạ. Đó, 95 triệu một cây tủ áo Crossacre cực kỳ là VIP và to và dày dặn luôn. 95 triệu cơ sở cũng sẽ bao vận chuyển cũng như là lắp đặt tại nhà cho tất cả các bác ạ. Cây tủ áo này thì bên cơ sở em là hàng làm hàng tháo rời cũng nhé. Đó, phần giữa này tháo rời, hai bên hông này đều là tháo rời cả. Đó, và phần bệ cũng là tháo rời, ngăn kéo và cánh tất cả đều tháo rời ạ, bởi vì khi nào giao cho các bác bây giờ em sẽ tháo rời và vận chuyển lên từng cho các bác và lắp đặt tại nhà cho tất cả các bác, nên các bác yên tâm về vấn đề vận chuyển cũng như là lắp đặt tại nhà cho tất cả các bác ạ. Vâng, với giá chỉ có 95 triệu đồng thôi. Đó. Trong clip ngày hôm nay các bác nào mà xem thấy hay thế đẹp thì cho bên cơ sở của chuyên làm một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh để cơ sở của chuyên ngày một phát triển hơn, cũng như là ra những video mới, những sản phẩm mới để đưa đến cho các bác có lời tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng về các sản phẩm của bên cơ sở của chuyên ạ. Và cơ sở của chuyên cũng xin dừng tôi ở đây và xin chào và hẹn gặp lại các bác là trong những video tiếp theo.